Anh Trinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYNTV 57.3. Và thưa quý vị, hôm nay anh Trinh và bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ trở lại với quý vị trong Chuyện Xưa Chuyện Nay. Và trước nhất thì mời bác sĩ Giang gửi lời chào đến quý khán thính giả. Cảm ơn chị anh Trinh. Hôm nay Giang xin chào quý vị khán thính giả của đài BYN 57.3. Đã gặp nhau rất là nhiều đề tài. Hôm nay thì Giang và chị anh Trinh sẽ đem đến một cái đề tài nói về những cái chuyện trong gia đình, và có những chuyện mà những cái ngày lễ, ngày Tết thì cái người phụ nữ lại tất bật hơn, bận rộn hơn. Và cái chuyện mà ai cũng phải nghĩ đến là cái chuyện nội trợ trong gia đình. Thì hôm nay mình sẽ nói đến cái chuyện nội trợ hồi xưa và nội trợ ngày nay. Thì đề tài mà nội trợ xưa và nay là cái đề tài mà Giang và chị anh Trinh nghĩ là nó rất là nhiều người bàn tán đến và có những cái quan niệm khác nhau. Thì mình sẽ nói đến để mình thấy coi theo một cái quan niệm mới hay theo một cái quan niệm cũ thì nó đúng hơn. Vâng, thưa quý vị, thì nói tới nội trợ thì phải nói rằng là một cái giống như gần như một cái thiên chức mà đối với người Việt Nam ngày xưa thì chỉ có người phụ nữ mới gánh vác cái vai trò đó thôi. Bởi vì người đàn ông thì bước ra ngoài xã hội đi làm, mà thậm chí mình nhớ là như ba mình đi làm là nuôi mẹ và nuôi tất cả các con. Mẹ mình không có phải đi làm, ở nhà là coi như chỉ có đi chợ nấu ăn, rồi thêu thùa may vá quần áo cho con, cho chồng, rồi dọn dẹp trong nhà, hoặc là đôi khi nhà có chăn nuôi thì chăn nuôi, coi như đó là việc của phụ nữ. Nhưng mà sau, ngay cả bây giờ trong Việt Nam thì cái vai trò người phụ nữ với cái việc nội trợ hầu như nó cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Thứ nhất là khi mà người phụ nữ đòi cái quyền bình đẳng để đi ra ngoài xã hội để làm những việc về chính trị, kinh tế, xã hội, rồi tham gia những công việc ngoài xã hội thì cái thời gian nó không còn nữa. Và lúc đó thì người phụ nữ cảm thấy rằng mình không có phải lo nhiều cái chuyện gia đình nữa, mà ở Việt Nam thì lại có cái điều kiện là để mướn người làm, thì người làm sẽ gánh vác cái vai trò nội trợ đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng cái nét thuần phong mỹ tục hay là cái văn hóa cổ truyền của người phương Đông mình vẫn là thấy rằng người phụ nữ mà đi vào bếp nó có một cái nét đẹp. Một cái nét đẹp mà đối với một gia đình thì đó là một sự hạnh phúc nữa, một sự ấm cúng. Bởi vì tự nhiên thấy người đàn ông nấu ăn thì cũng ok, nhưng mà tự nhiên thấy người vợ nấu ăn thì tự nhiên mình cảm thấy có một cái sự gì đó mà nó rất là dễ thương, và nó giống như là một cái sự dịu hiền của người phụ nữ. Cái người phụ nữ là một cái người giống như là trong một cái gia đình là người ta hay nói đàn ông á là xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cái người phụ nữ là cái người giữ cái lửa, giữ cái sự ấm áp cho gia đình. Cho nên thật sự ra cái chuyện mà bếp núc thì cũng phải nên biết một chút. Chẳng những mình làm cái đó, mà cái đó là cái việc mà cái người phụ nữ có thể mà làm cho người chồng cảm thấy căn nhà mình nó là một cái mái ấm gia đình. Cái nữa là em thấy một cái người phụ nữ chẳng những là làm những cái việc giống như là mình nấu ăn, giống như cho cơm dẻo canh ngọt là những cái việc mà nấu bếp núc, nhưng mà nó còn rất là nhiều việc linh tinh trong nhà mà gọi là nội trợ, là chẳng những là nấu ăn, rồi rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, coi như là chăm con, rồi nhiều khi là có những bất cứ cái chuyện gì cũng là vô cái tay, hồi xưa thì là vô tay người phụ nữ hết. Đúng rồi. Đàn ông là chỉ có việc việc lớn thôi, việc mà việc nặng, việc lớn thôi, còn đàn bà mấy cái đó gọi là việc nhỏ. Nhưng mà thực sự ra cái việc nhỏ lại là cái việc mà không thể không làm được. Đúng rồi. Cái việc mà ngay cả có người ta có cái câu là những cái việc nội trợ trong gia đình á, những cái việc đó là cái việc mà không cần để ý đến. Nhưng mà nếu mà không làm đến á thì nó trở thành là cái việc mà ai cũng phải để ý đến luôn. Tại vì nó sẽ là sự bê bối, sự giống như là không có được gọn gàng ngăn nắp, là cái chuyện mà là nó dễ để cho người ta để ý. Nhưng mà khi mà mình làm á, mà mình làm ngăn nắp á, thì là ai cũng không có thấy là cái việc đó nó quá nhỏ đi. Đúng rồi. Nhưng mà là không thể thiếu. Thì anh Trinh thấy là người ta đến nhà, người ta không cần biết gì hết, nhưng mà người ta thấy cái nhà nó không sạch,
hay nó không ngăn nắp thì người ta trách ngay người phụ nữ. Đúng rồi. Chứ người ta không có nói tới người đàn ông. Thì đó là một cái chuyện mà dù người phụ nữ có ra làm việc xã hội đi chăng nữa, nhưng mà khi đến nhà mà người ta thấy cái nhà không gọn gàng, không sạch sẽ, thì người ta vẫn cảm thấy rằng người phụ nữ đó đối với người ta vẫn chưa tốt, vẫn chưa phải là một người phụ nữ hoàn thiện. Vì vậy nên là chúng ta thấy cái đó là cái đặc trưng, cái đặc thù của cái người phụ nữ mà giống như là Thượng Đế đã ban tặng. Bởi vì người phụ nữ thì thường thường có cái tính là chi ly, có cái tính là ngăn nắp, có cái tính là biết thu va hà vén, rồi biết tính toán và biết sắp xếp. Vì vậy nên người phụ nữ đảm đương cái việc nội trợ rồi chi, để tính rằng hôm nay ăn món gì, cái gì thì nấu với cái gì, rồi ăn như thế nào để mà coi như là nói là liệu cơm gấp mắm, cũng như là tiền làm ra được thì bao nhiêu. Còn đàn ông thì hầu như là Thượng Đế đã sinh ra họ có cái tính hơi hời hợt. Chuyện lớn thì có thể là họ tính đâu rồi đó, nhưng mà cái chuyện nhỏ thì như nãy bác sĩ Giang nói là không có quan trọng gì thì rất là hời hợt. Và có lẽ là cũng mình không trách, nhưng mà có lẽ là trời ban là cũng hơi phần đông thôi là hơi bê bối. Nó thành ra là làm thì cũng có làm nhưng mà bày ra tùm lum hết. Chúng ta thấy là thường thường người nam cũng làm việc nội trợ, nhưng mà thường thường là người phụ nữ phải đi sau lưng để dọn dẹp lại. Bởi vì cứ bày ra tùm lum hết, đụng tới rửa chén thì nước cũng văng tùm lum hết, còn nấu ăn thì bày ra tùm lum hết. Vì vậy nên chúng ta thấy là cái điều to lớn mà người phụ nữ có thể gánh vác thay cho người chồng dẫn ra xã hội, nhưng ngược lại cái điều mà nhỏ nhoi nghĩ là nó đơn giản tầm thường thì chưa chắc gì người đàn ông đã gánh vác được cho người vợ tất cả. Bởi vậy nên chúng ta cũng nên giữ lấy cái vai trò đó, chứ đừng để lọt vào tay của những người đàn ông hết thì coi như mình sẽ mất đi cái nét đẹp của người phụ nữ phương Đông đó thưa quý vị. Nhưng mà theo em nghĩ á chị, cái đó là người đàn ông mà không làm được giỏi á là cố ý á chị. Tại vì em biết là có những ông á đáng lý là có thể làm được hết chuyện này chuyện kia, nhưng mà vợ kêu làm thì không có thích làm, cho nên không có cần phải làm cho nó hay ho, cho nó ngon lành. Giống như làm rửa chén thì thôi làm bể mấy cái đi, cũng mai mốt cũng không có sai mình nữa. Hoặc là làm nước văng lung tung, hoặc là lau nhà cho nó dơ, hoặc là đó là những cái bí quyết đó chị, để cho khỏi làm việc nhà. Nhưng mà là nếu mà để một cái cách mà mình muốn ở mấy ông chồng phụ mình á, là ổng cứ làm vậy nhưng mà mình cũng ok. Mình nên đó, như là mình nên khuyến khích, nên khen từ từ rồi. từ từ thì có một cái hứng thú hơn thì mấy ổng sẽ chịu giúp việc nhà cho mình. Thật sự thì anh Trinh thấy là đời sống của một gia đình thì tất nhiên ra ngoài xã hội thì người ở đây, người chồng cũng đi làm, người vợ cũng phải đi làm. Mà ngay cả trong Việt Nam bây giờ cũng vậy, tại vì cái kinh tế nó đòi hỏi là một người không thể nuôi được nhiều người trong gia đình. Tuy nhiên cái việc nội trợ đó thì cả hai người nên trổ tài với nhau. Chẳng hạn như chồng sẽ tự mình để đi tìm được những cái cách nấu của những vài món thôi. Rồi người vợ cũng vậy, phải có một cái chiêu là mình cũng nấu vài món để làm chi. Là ông xã mình đi ra đâu cũng không thể tìm được cái hương vị đó, mà chỉ có ăn ở nhà bà xã nấu mới có hương vị đó thôi. Cái đó cũng là cái mà làm cho người đàn ông cảm thấy quyến luyến và vợ mình là số 1. Còn nếu mà mình đi làm, hai vợ chồng đi làm rồi chồng cứ nghĩ là cái suy nghĩ là vẫn còn một chút phong kiến kiểu Việt Nam đó, rồi nghĩ là ở về nhà rồi để cho vợ nấu một mình thôi, thì thấy là cái dưới bếp nó cũng rất là lạnh lẽo, nó không có cái tiếng cười vui mà mình nên là cùng với nhau, hoặc là mình gọi là nó sòng phẳng hơn thì nên chia với nhau cái công việc để gọi là cùng làm. Mà nếu mà chúng ta có con gái thì người mẹ làm bếp cũng nên để đứa con gái đứng gần để hướng dẫn cho con mình. Thứ nhất là làm để tập cho con mình nó cũng có nấu được khi mà mình vắng nhà, hoặc là khi mà con mình đi lấy chồng thì cũng có được một chút xíu về cái kiến thức về cái tài nấu nướng để mà cũng trổ tài với bên nhà chồng. Bởi vì nói gì thì nói thì chúng ta vẫn là người Việt. Chúng ta có thể là người Mỹ nhưng mà vẫn cái gốc là người Việt, thì nếu chúng ta giữ được cái nét phương Đông đó thì đó là anh Trinh nghĩ cái tự hào, cái hãnh diện. Bởi vì người Việt á, thì phụ nữ Việt bao giờ cũng cảm thấy là có sự dịu dàng, có cái sự chịu đựng, sự kiên nhẫn, mà chính những cái đức tính đó là mới đứng trong bếp được. Và nên nhớ rằng trong một cái mái gia đình á, thì cái người phụ nữ mà biết nấu nướng đó thì chẳng những cái gia đình đó là may mắn không thôi, mà đó là một sự hạnh phúc. Cái bếp lúc nào nó cũng được ấm cúng. Còn bây giờ Giang thấy là ở đây
rất là tiện lợi là ở ngoài thức ăn nấu sẵn nhiều quá, thì theo như Giang nghĩ là hay là mình chạy ra chợ mình mua hết rồi về mình nấu, mình khỏi nhà nấu. Theo em nghĩ một cái người phụ nữ trong gia đình, một người vợ mà muốn giữ người chồng á, thì nên biết nấu ăn, biết những cái món đặc biệt, giống như nãy chị Anh Trinh nói là biết những cái món mà đặc biệt mà ông chồng kiếm đâu cũng không ra được cái món đó hết. Thì khi mà nhiều khi ổng đi ra ngoài ổng ăn phở hay gì đó đi, mình nói là ở nhà lặn cơm, ra ngoài đường lặn phở đi, thì khi mà ổng đi ra ngoài thực sự phở ăn hoài cũng ngán, nhưng mà mình có những cái món ăn ngon đặc biệt mà ông chồng kiếm đâu không được, và nó có một cái sự ấm áp trong gia đình. Nó có cái thực sự nấu ăn nó không phải là chỉ là cái món ăn ngon, mà nó có cái tâm của người phụ nữ, cái tâm của người vợ, cái tình yêu của người vợ bỏ vô để làm lên những cái món ăn đó. Cho nên ông chồng ông ăn ông sẽ cảm thấy cái nó có cái ý nghĩa hơn là ồ, cái bàn tay người vợ cũng lặt từng cái rau, làm sắc từng miếng thịt tợ nhỏ, mà cũng là với lại một cái mà quan trọng nữa là khi mà mình nấu ăn ở nhà nó có một cái không khí gia đình hơn. Đúng rồi. Để mà người ta có cái câu là con đường ngắn nhất mà để đi đến được cái trái tim của người đàn ông á là đi qua cái đường dạ dày. Là cái như là phải cho ổng ăn ngon rồi cái ổng nhớ mình hơn, ổng thương, giống như cái đó là một cái mà tại đàn ông thì thường cũng khoái ăn ngon. Cho nên đó là một cách mà mình làm cho ổng thích mà ổng thương mình hơn. Thì tiếp theo ý kiến của bác sĩ Giang thì thật sự cái thức ăn ngon đã là một chuyện, nhưng mà để hình thành cái thức ăn đó thì người vợ đã qua một cái quá trình nấu nướng, và chính người chồng chứng kiến được như vậy, biết được như vậy thì cảm thấy rằng khi mình ăn một cái tô bún bò chẳng hạn hay là một bữa cơm ngon thì nghĩ rằng là vợ mình đã với cái sự tận tụy, với cái sự thương chồng thương con để chính tay của vợ mình đi chợ rồi mua những cái gia vị, những cái thực phẩm để về nấu thành một cái thức ăn ngon như vậy. Và cái điều đó để cho người đàn ông, người chồng khi mà họ đi ra ăn ở ngoài hay là họ có một cái gì đó mà nó nói về với người ngoài, họ cũng hãnh diện là tôi có người vợ. Chẳng hạn như anh Trinh thường đi đến nhà bạn chơi cái nói trời bà xã tôi nấu cái món bún bò ngon lắm nha, bà xã tôi nấu cái món bún riêu ngon lắm nha, nghĩa là người chồng rất là hãnh diện về cái tài của vợ mình dù chỉ là một món thôi. Thì anh Trinh thấy là đó là chúng ta tạo được cái sự cái tình thương, cũng như là người chồng cũng thấy được cái tâm của người vợ là có một cái sự tận tụy, có một cái sự phục vụ cho chồng con. Thì tự nhiên, chứ không chỉ là cái thức ăn ngon không, mà nó còn giá trị về mặt tinh thần. Bởi vì như anh Trinh nói là người phụ nữ không thể nói là không biết nấu ăn. Tất nhiên bây giờ đó thì rất là tiện lợi là nói là cơm chỉ đó, mình ra mình mua có mấy đồng thôi là có. Nhưng mà thật sự với Giang là mình đã làm thử rồi, là ăn nó sẽ không có vừa ý. Nó có thể lạ, ăn được một hai lần nhưng mà rồi mình thấy đó nó đúng là nó không có cái tình cảm nhiều bằng cái sự nấu nướng. Còn thí dụ như mình nói con cái rồi chiều về cái ra mắt nên mua mỗi người một phần về ăn thì tự nhiên đứa con nó cũng cảm thấy rằng cái chuyện bình thường và nó không có gì để nó cảm thấy quyến luyến người mẹ. Đó thì còn nếu mà người mẹ trong bếp để mà lo nấu cái này nấu cái kia rồi ăn lên cha con đồ hì hộp đồ ăn thì tự nhiên cảm thấy nó có cái sự quyến luyến thân thiết trong gia đình, mà cái hình ảnh đó gieo vào trong cái suy nghĩ cái tiềm óc. Thì ngay cả đứa con á khi lấy vợ đi vẫn nhớ những ngày được ngồi ở nhà mẹ nấu cho ăn, cái đó rất là quan trọng. Thành ra là anh Trinh nghĩ rằng cái vai trò của người phụ nữ nó gắn liền với hai chữ nội trợ, nó như một cái thiên chức làm mẹ vậy. Nó luôn luôn là nó phải đi đôi với nhau. Dù chúng ta có thể ra ngoài xã hội chúng ta làm việc này việc kia, nhưng mà ít ra trong một tuần cố gắng là dành cái thời gian như thế nào đó để một hai ngày có những cái bữa ăn đặc biệt là chính tay của mình nấu để tặng cho chồng cho con. Mà ngoài thực sự ra so với hồi xưa là mình là phải bếp than dớm hoặc bếp củi, mỗi lần mà giặt đồ cũng phải là giặt tay rồi phơi lên. Bây giờ là có máy giặt, máy sấy, cái gì microwave rồi bếp điện, bếp ga, cứ như những cái đó là những cái rất là tiện lợi để mình nấu. Thực sự ra chuẩn bị một bữa ăn hoặc là làm những cái việc nhà nó sẽ ngắn hơn. Tuy là mình cũng phải bận cái ngoài xã hội nhiều hơn hồi xưa nhiều lắm, nhưng mà cái bận của cái xã hội nó không có đến nỗi để mà mình không làm được bất cứ cái việc nhà nào cả. Và
đối với bây giờ, cái xã hội bây giờ thì lại là được một cái là người đàn ông, những người chồng thì em thấy đa số mấy người bạn á, em á, thì mấy ông chồng cũng là giúp đỡ vợ được rất là nhiều. Chẳng những là giống như vợ rửa chén, chồng lau chén úp lên, hoặc là vợ quét nhà thì ông chồng lau nhà. Luôn luôn có hai, trên hình thì có một cái ông chồng ông giúp còn nhiều hơn là những cái gì, vừa giặt đồ vừa chăm con, rồi đứa bé. Nhưng mà đó là những cái mà giống như ông chồng ông cũng có một cái công, có bỏ lên những cái sức để giúp những người vợ. Tại vì những người vợ bây giờ ra ngoài xã hội cũng nhiều, có những người lại làm không phải chỉ là 40 tiếng đồng hồ, mà làm có khi 50 mấy tiếng, 60 tiếng ở chỗ làm. Có những người là chủ những cái thương mại. Thì thực sự để mà làm một người vợ mà để cán đáng cái việc ngoài xã hội, rồi cán đáng cái việc trong gia đình, nó nhiều hơn, nhiều lắm luôn. Cho nên có những ông chồng thì đa số những ông chồng khi mà thấy những cái người vợ có những cái công việc nặng nề như vậy thì thường là cũng lao vô lo con giùm, lo việc nhà, cũng lao nhà, cũng lo giặt đồ. Nếu mà có cái gì thường để mà thương vợ, thấy vợ có những cái chuyện như vậy thì chồng cũng cũng lo giúp giùm. Cho nên hồi xưa mình hay nói là đằng sau người đàn ông thành công là bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng mà bây giờ còn có thêm một câu nữa là đằng sau người phụ nữ thành công là bóng dáng của một người đàn ông nội trợ. Dạ, đó là cái hình ảnh hồi nãy ông chồng vừa bế con vừa đi giặt đồ. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó, mình là người lạ nhưng mà mình nhìn thấy mình đã thấy dễ thương rồi. Mình đã thấy có một sự rất là thương cảm. Thì huống chi trong cuộc sống vợ chồng mà vợ chồng giúp với nhau, ông đó lau nhà giúp với nhau, đàn ông thì... á, người ta lau kỹ hơn nam bà. Đúng rồi, chị thấy kỹ hơn không? Giúp với nhau như vậy thì tự nhiên đi đâu tự nhiên mình vẫn nhớ tới chồng mình, hay là mình đi đâu mình vẫn nhớ tới vợ mình. Bởi vì mình thấy đi đâu tự nhiên những cái hình ảnh đó, những cái tình thương đó nó cứ gắn bó. Và chính như vậy nên có nhiều khi nó có kêu là chén úp trong chậu lâu ngày thì cũng phải có sự đụng chạm. Thì đôi khi gác tay lên trán suy nghĩ ở chồng mình trong suốt cái quãng đời sống cũng đã giúp đỡ mình, những cái hình ảnh đó nó hiện ra. Thì tự nhiên phải suy nghĩ lại với những cái quyết định mà giận hờn của mình. Và hai nữa đó, thì thật sự người phụ nữ đó mà chúng ta nói là giỏi, khéo hay hiện đại thì thật sự là giỏi, khéo, hiện đại có nghĩa là phải hơn cái gì cũ. Thì bây giờ ngày xưa cũ là người phụ nữ là chỉ biết nội trợ thôi, còn bây giờ người phụ nữ là lại đi ra làm công việc xã hội. Thì bây giờ nếu mà vừa làm việc xã hội mà vừa nội trợ giỏi khéo nữa thì mới là hiện đại. Nghĩa là mình double, là mình gánh vác được nhiều công chuyện khác thì có lẽ là mình càng tuyệt vời hơn nữa. Thì chúng tôi thấy rằng như biết bác sĩ Giang nè, cũng là đi học rồi lớn lên, nhưng mà ít ra cũng nghe nói là khi đi lấy chồng là cũng biết nấu một món, là để cho ông xã rất là nể phục. Đó là phải ghiền. Đó là món đút bánh xèo, thưa quý vị. Bác sĩ Giang đút bánh xèo rất là ngon. Rồi bây giờ thì anh Trinh đến thấy bác sĩ Giang nấu nào là bún ốc, rồi nấu cơm hến. Nghĩa là anh Trinh ngạc nhiên luôn, là qua gì là Giang cố gắng đi học hỏi để mà tự tay làm những thức ăn cho ông xã của mình, để buổi chiều gia đình nó có một cái sự đầm ấm, với trưa thì mỗi người ăn ở nơi cơ quan của mình rồi. Thì chúng tôi thấy là ngay bản thân chúng tôi cũng biết nấu món ăn, mà nhất là quý vị coi chương trình của Cathy Hà là cũng học được những cái món nấu ăn express rất là nhanh chóng, để mà mỗi tuần chúng ta có những cái thức ăn rất là ngon trong gia đình mà nó có cái sự ấm áp. Thì nói chung thì cái vai trò người phụ nữ, mình đừng có để cho người đàn ông chiếm lấy cái vai trò nội trợ của mình. Tuy nhiên các ông đàn ông cũng nên nhớ rằng mình cũng nên học vài món để lấy le với bà xã. Và để cùng nhau là tuần này thì anh trổ tài món này cho em và các con ăn, thì tuần sau em trổ tài lại cho anh và các con ăn, thì chắc chắn cái gia đình rất là hạnh phúc. Và con cái nhìn vô nó cũng rất là có cái tình cảm để mà quyến luyến với cha mẹ. Và nó học cái gương đó để sau này nhân rộng cái gia đình của các con, nó cũng có một cái nề nếp như vậy. Nói chung thì cái công việc nội trợ là cái công việc hồi xưa chỉ là của phụ nữ. Nhưng mà sau này thì có đàn ông chia sẻ giùm cho những người phụ nữ, thì cái công việc của phụ nữ nó đỡ nặng nề hơn. Và cái công việc của người phụ nữ sau này
nó đỡ nặng nề hơn, mà khi mà có cái sự chia sẻ thì tình cảm nó gắn bó keo sơn hơn. Có cái sự chia sẻ người chồng giúp đỡ người vợ thì dĩ nhiên cái tình thương của người vợ đối với người chồng nó sẽ nhiều hơn. Nhiều khi ông chồng em mỗi khi ông nói sao anh xuyên làm này giùm em quá, anh nói phải làm vậy vợ mới thương chứ. Thì đó là những cái mà mình cảm thấy là những người chồng họ cũng có cái sự cố gắng của họ mà làm cho cái người vợ mình cảm động hơn nhiều lắm. Vâng, thưa quý vị, thì như chúng tôi nói thì người phụ nữ nên giữ cái nét đẹp và giống như cái gì Thượng Đế rất đặc biệt ban cho cái người phụ nữ, thì chúng ta hãy là một người phụ nữ là vừa duyên dáng vừa giỏi giang việc ngoài xã hội lẫn việc trong gia đình, và chúng ta cũng là cố gắng là chúng ta vừa đi làm vừa có thể nội trợ. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là khuyến khích quý vị là cứ chui đầu vào bếp, cái đó thì cũng không nên. Mình cũng phải là biết nội trợ, và mình nội trợ như thế nào để mình đứng trong bếp mình vẫn duyên dáng, vẫn đẹp, và chồng về không có thấy một cái người vợ mà tóc rối bù rồi người hôi hám này kia nọ, thì cái đó thì thật sự chúng tôi không khuyến khích. Vì vậy nên là một người phụ nữ đẹp như thế nào thì có lẽ là trong chương trình tới thì chúng tôi sẽ chia sẻ cái nét đẹp của người phụ nữ để mà chúng ta vẫn có những cái việc làm ngoài xã hội, trong gia đình, và chúng ta sắp xếp để mà chúng ta vẫn lúc nào cũng tươi mát, cũng là một người vợ trẻ, khỏe và năng động, để mà nghĩa là ngoài việc xã hội như anh em còn quán xuyến việc trong gia đình, thì bảo đảm rằng người chồng đi đâu rồi cũng về và rất là nể sợ, nể trọng cái người vợ của mình và hãnh diện với người vợ của mình. Thì chương trình thì cũng có hạn nên là chúng tôi chỉ có thể chia sẻ một chút xíu nào để trong cái tình thông cảm giữa những người phụ nữ với nhau, và đồng thời chúng tôi cũng không quên là chúng tôi biết ở nơi xứ người này thì đàn ông cũng là những người nội trợ rất là giỏi và nấu những món ăn còn đôi khi còn ngon hơn vợ nữa. Vì vậy nên chúng tôi cũng khuyến khích là vợ chồng cũng nên đều biết nấu ăn để trong gia đình càng có những món ăn ngon. Và chúng ta có thể là đã không còn thời gian nên là anh Trinh xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đã theo dõi Một Chuyện Xưa Chuyện Nay trên truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3, và mời bác sĩ Giang gửi lời chào đến quý khán thính giả. Giang và chị anh Trinh cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình, và cũng không quên chúc các quý vị khán thính giả có những bữa ăn đầm ấm bên gia đình và có những giây phút thật là hạnh phúc. Cảm ơn. Và hôm nay thì là một ngày rất là vui khỏe, đầm ấm, và buổi chiều hôm nay sẽ là một bữa cơm rất là ngon, cũng như những ngày khác đều là những bữa cơm rất là ngon do chính tay của các người phụ nữ hoặc là những vị phu quân cùng nhau nấu để cho gia đình có được thêm hương vị và tình yêu. Vâng, xin kính chào quý vị.